hai chín phẩm tùy thuận lại nữa thiện hiện các đại bồ tát nên quán các pháp không hòa hợp để tùy thuận bát nhã và làm mật đà nên quán các pháp không phân biệt để tùy thuận bát nhã ba la mật đa, nên quán các pháp không phá hoại để tùy thuận bát nhã ba la mật đa, nên quán các pháp không biến đổi để tùy thuận bát nhã ba la mật đa, nên quán các pháp không biểu hiện để tùy thuận bát nhã ba la mật đa, nên quán các pháp theo hiểu biết để tùy thuận bát nhã ba la mật đa, nên quán các pháp chỉ có trình bày giả danh để tùy thuận bát nhã ba la mật đa, nên quán các pháp chỉ có thiết lập giả thuyết để tùy thuận bát nhã bà làm mật đa nên quán các pháp chỉ giả tạo không nơi trốn không thời gian cũng không thật sự có thể tuyên thuyết để tùy thuận bát nhã bà làm mật đa nên quán các pháp chỉ có tánh tướng dụng hư giả để tùy thuận bát nhã bà làm mật đa nên quán các pháp không giới hạn để tùy thuận bát nhã ba làm mật đa nên quán sắc uẩn không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba làm mật đa nên quán thọ tưởng hành thức uẩn không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba làm mật đa nên quán nhãn xứ không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba làm mật đa nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý sứ không hạn lượng để tùy thuận bát nhã bà làm mật đa nên quán sắc xứ không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba làm mật đa nên quán thành hương vị xúc pháp xứ không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba làm mật đa nên quán nhã giới không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba làm mật đa nên quán nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba làm mật đa nên quán sắc giới không hạn lượng để tùy thuận bát nhã và làm mật đa nên quán thành hương vị xúc pháp giới không hạn lượng để tùy thuận bát nhã và làm mật đa nên quán nhãn thức giới không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán nhãn xúc không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán các thọ do nhãn xúc làm dân sinh ra không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán các thọ, thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm chân sinh ra không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán địa giới không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán thủy hòa phong không thức giới không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán nhân duyên không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán đồng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán vô mình không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thù hữu dành lão tử sầu than khổ yêu não không hạn lượng để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán các pháp không tướng trạng để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán tướng thông đạt các pháp để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán sự thanh tịnh của bồn tánh các pháp để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán các pháp không nói năng để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán các pháp không sanh vân vân để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán các pháp không diệt vân vân để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán các pháp niết bàn vân vân để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán các pháp chân như vân vân để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán các pháp không đến đi để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán các pháp không mình và người để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán các pháp mình và người để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán các pháp bàn tánh tịnh của phàm phu và thánh để tùy thuận bát nhã ba la mật đa nên quán vứt bỏ gánh lặng